lần có lần một chút thôi. Ăn kiểu lớp tăng thêm sinh lực. Ăn nhiều lớp tốt cho người bị bệnh tiểu đường, giảm cholesterol, tăng gần miễn dịch, giảm nguy cơ mắc bệnh ung thư, cải thiện hệ tiêu hóa, giảm độc thể do các chất độc hại, cải thiện chức năng gan, giảm sơ thận, giảm loãng xương, cải thiện thị giác, tăng cường trí óc, làm đẹp. Sản phẩm hiện đang bán tại đại lý chính thức phòng một tiền 893 quyền quận Sơn Trà thành phố Đà Nẵng. Điện thoại 0932 716 711. Ăn nhiều lớp tốt cho người bị bệnh tiểu đường, giảm cholesterol, tăng cường miễn dịch, giảm nguy cơ mắc bệnh ung thư, cải thiện hệ tiêu hóa, giảm độc thể do các chất độc hại, cải thiện chức năng gan, giảm sơ thận, giảm loãng xương, cải thiện thị giác, tăng cường trí óc, làm đẹp. Sản phẩm hiện đang bán tại đại lý chính thức phòng một tiền 893 quyền quận Sơn Trà thành phố Đà Nẵng. Điện thoại 0932 716 711. Chào anh. Chị có mới lấy kẹo của lớp gì bán? Anh ủng hộ. Kẹo của lớp anh phải thử đi. Ngon dễ đi. Có. Kẹo này ở đâu em? Nguồn gốc gốc xuất xứ ở đâu em? Colorman. Colorman Food. Ông chủ của Điện Quân này gia nhập bán kẹo nữa. Ngon. À, thơm lắm rồi. Ồ, ngon. Ăn thử dày hủ em. Chốc là hủ. Ngon em. Con nó hơi hủ ý. Ok. Hủ này em đi mời mấy anh em ăn thôi. Còn em bán cái này. Hai. Có cái khuyến mãi gì không? Hai hủ có khuyến mãi không? Anh ăn gắn chụp hủ đi rồi em khuyến mãi cho hủ. Nếu chừng anh mua trước hai hủ trước nè. Khuyến mãi hủ là tính tiền mua bầu hủ đó. Chờ đứa hai chơi rồi. 120. 100 được không? Đó là 119 được. 119 không có tiền thối đi chứ. Ngon không? Ngon. Giờ gọi lứt ngon. Ăn thử cây nữa được không? À, không. Cái hũ kia chứ. Cái này là anh mua rồi mà. Ok. Rồi. Lấy luôn. Anh bán kẹo vui tính rồi. Thử thêm cây nữa được không? Tao cãi nhau. Tao mua hai hũ về nhà thử này. Dạ, lo thử. Rồi, cảm ơn anh. Ăn ngon ủng hộ và giới thiệu cho nhiều người. Đúng rồi, ok. Giới thiệu nhiều người cùng ăn. Không, nếu anh lại để đây luôn, anh bán luôn. À, anh của anh bán được quá không? Ok. Tốt quá. Bán luôn, bán anh thử đi, bán thử ok. Nếu anh thử cây nữa rồi ngon ngon anh giới thiệu được nhiều người. Ok. Rồi cái này là cái gọi bỏ đi. Bỏ ngon ha. Bỏ. Rồi anh bán được cái gì liên hệ em. Con gem là anh sẽ nhập hàng ngay. Ngon. Anh nhập nhiều. Sau 5 thùng anh sẽ được miễn phí 20%. Rất là ngon luôn. Rồi, cảm ơn anh rất nhiều. Hy vọng anh em mình đã hướng dẫn.